Minh Tú chung mâm với Hoàng Thùy tại Hoa hậu siêu quốc gia Việt Nam 2022. Hoa hậu siêu quốc gia Việt Nam 2022 quy tụ dàn ban giám khảo là những nàng hậu đình đám như Minh Tú, Hoàng Thùy, Khánh Vân. Ban tổ chức Miss Supranational Vietnam, Hoa hậu siêu quốc gia Việt Nam 2022 vừa công bố siêu mẫu Minh Tú là giám khảo thứ 6 góp mặt tại cuộc thi năm nay. Theo ban tổ chức, Minh Tú không chỉ là cái tên bảo chứng cho độ uy tín của cuộc thi mà còn là người giàu chuyên môn, đào tạo và truyền đạt những bài học đắt giá cho các thí sinh. Nói về vai trò sắp tới, Minh Tú cho hay, Minh Tú vẫn luôn giữ tinh thần công tâm, công bằng như đã thực hiện ở các cuộc thi khác mà Minh Tú làm giám khảo. Minh Tú cũng hy vọng sẽ cùng ban tổ chức tìm ra những đại diện xuất sắc nhất, phù hợp với tiêu chí cuộc thi để nhan sắc Việt tỏa sáng trên đấu trường quốc tế. Đến thời điểm hiện tại, đã có 6 thành viên trong hội đồng ban giám khảo chính thức của Hoa hậu siêu quốc gia Việt Nam 2022 được công bố, bao gồm trưởng ban giám khảo, tiến sĩ Lý Thị Mai, thành viên ban giám khảo, nhiếp ảnh gia Trịnh Quốc Huy, nhà báo Trần Nguyễn Thiên Hương, siêu mẫu, Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Hoàng Thùy, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Nguyễn Trần Khánh Vân, siêu mẫu, Hoa hậu Minh Tú. Phía ban tổ chức cho biết, trước thềm sơ khảo ngày 19 tháng 10 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, các thành viên ban giám khảo cuối cùng cũng sẽ được tiếp tục công bố. Hoa hậu siêu quốc gia Việt Nam 2022 với chủ đề Striving for Excellence, nỗ lực vì sự xuất sắc. Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm cô gái thứ 10 đại diện Việt Nam tham gia đấu trường Miss Supranational 2023. Cuộc thi có nhiều hoạt động đồng hành nổi bật được tổ chức tại các tỉnh thành như thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Bến Tre. Minh Tú sinh năm 1991. Cô từng là Á quân Asia Ethnic Top Model 2017, Hoa hậu siêu quốc gia châu Á 2018, Miss Supranational. Ngoài ra, siêu mẫu đình đám còn là một gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình khi cô liên tục góp mặt trong những chương trình nổi tiếng với vai trò ban giám khảo. Huấn luyện viên như The Look Việt Nam 2017, The Face Việt Nam 2017, Miss Fitness Việt Nam 2022.